Một lần nữa, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến nhé. Lời Bác Hồ dạy ngày 17 tháng 11 năm 1920 ấy, để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Đó là lời nói của Bác. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại hội nghị đại biểu của Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân Quốc tế họ ở Moscow tháng 11 năm 1960. Trong cái bối cảnh chủ nghĩa xã hội xuất hiện, các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân Quốc tế Lao động có sự chia rẽ, bất hòa trong nhận thức và giải quyết những vấn đề quốc tế. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu và kêu gọi sự đoàn kết thống nhất của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân Quốc tế trong cái cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Lời nói khẳng định của Bác có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn xa trông rộng của người trước các vấn đề về quốc tế. Qua đó, nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân Quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Thực hiện lời dạy của Người ấy, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là điểm tương đồng, tôn trọng những cái điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đoàn kết với nhân dân lao động các nước, với các dân tộc, với nhân loại tiến bộ vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tư tưởng vua xô banh nước lớn. Đấy. Học tập và làm theo lời Bác dạy, quân đội ta cần gắn bó thủy chung, vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình với quân đội và nhân dân các nước anh em bạn bè quốc tế, sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, không tự cao tự đại, hoặc kể cả ban ơn, không ỷ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân các nước, góp phần tích cực vào xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước, nhất là các nước có chung mục tiêu lý tưởng, các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn, phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cán bộ chiến sĩ toàn quân quán triệt và nhận diện rõ đối tượng, đối tác của cách mạng, đối tượng tác chiến của quân đội, thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, không mơ hồ, mất cảnh giác, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là những lời Bác dạy cách đây hơn 60 năm, đúng 60 năm trước, 17 tháng 11 năm 1960, 17 tháng 11 năm 2020. Hôm nay là ngày 8. Đó là toàn bộ nội dung bài viết cũng như là lời di chúc của Bác luôn á. Cái này chỉ có vẹn vẹn mấy cái câu thôi. Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Đấy. Rất ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa thật sâu xa, thật là lớn. Vận dụng vào cách mạng Việt Nam thì nó quả là rộng. Chính vì vậy, yêu cầu mỗi chúng ta cần phải có cái sự tư duy nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan. Đấy. Phân tích đúng tình hình thực tế dựa trên cái bối cảnh ở trong nước cũng như quốc tế hiện nay. Thí dụ,
Ở đây nói về đối tượng tác chiến này. Xác định đối tượng tác chiến. Cái đấy là rất cần, đặc biệt đó, thời buổi công nghệ hiện đại, ngay cả lực lượng bán vũ trang người ta cũng xác định rõ mục tiêu tác chiến. Bây giờ chiến tranh công nghệ, chiến tranh vũ khí hiện đại nên yêu cầu từ lực lượng dân quân hoặc bộ đội địa phương phải nâng cao cái trình độ tác chiến lên, nhận thức nhận rõ đối tượng tác chiến ở đây là gì. Mà đi sâu vào đấy nó cũng rộng, đấy là toàn bộ nội dung của phần thứ nhất. Về cái nội dung phần thứ hai này này, cái này á không riêng gì là đảng viên, ở đây có đoàn viên thanh niên và tất cả người dân cũng phải tham gia vào trong việc đấu tranh trên không gian mạng. Mà ở đây Dương Vy sẽ chia sẻ cái bài viết này, lấy người tiên phong, lực lượng tiên phong đầu tiên đó là đảng viên ra làm gương, và lấy đó là bài viết chia sẻ. Trách nhiệm của mỗi đảng viên trên không gian mạng. Mạng xã hội Facebook ở nước ta phát triển nhanh, rộng, thu hút nhiều người tham gia. Tỷ lệ đảng viên sử dụng Facebook khá cao, ai cũng có tài khoản Facebook, nhiều người còn sở hữu 2 đến 3 tài khoản. Đấy. Thậm chí Dương Vy còn biết những người đến 7, 8 tài khoản Facebook. Nhưng mà những người đó đã tham gia vào đấu tranh trên không gian mạng. Chúng ta thấy bên cạnh một số đảng viên tự tin đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh các trang chính thống thể hiện quan điểm, ý chí, ý kiến cá nhân của mình về một vấn đề nào đó, thì vẫn không còn ít người thờ ơ, phớt lờ cả những cái vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm. Thí dụ như cái bộ sách giáo khoa lớp 1. Đấy, nhiều cán bộ đảng viên không dám đưa ra nhận xét, không dám đưa ra ý kiến. Vậy thì vai trò của đảng viên ở đâu trên không gian mạng này? Đấy, đấy là một câu hỏi cực kỳ là rộng lớn. Ở đây này, những người đảng viên ấy thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án, đó đang tồn tại ở nhiều cái cơ quan đơn vị cả trên mạng xã hội. Họ lặng lẽ vào mạng dò tìm đọc vân vân rồi lặng lẽ rút lui nhưng chưa hề hay biết, có là không còm cũng không like, không phản ứng gì, hoặc là không ấn một cái nút đúng, ấn nút like, sai ấn mặt đỏ, cái đó cũng không làm được. Đó là thiếu trách nhiệm. Với những cái bài hay á, hay tích cực nguồn chính thống đàng hoàng cũng không thấy chia sẻ bình luận thích bài này. Đó. Hoặc là đánh giá. Với các thông tin tiêu cực bức xúc tệ nạn xã hội đang nóng hổi cũng chẳng thấy có biểu hiện gì, đúng là một cái thái độ dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng. Các vị ấy nghĩ là ở đây có lực lượng an ninh mạng, lực lượng chuyên trách, thí dụ như là cán bộ văn hóa thông tin ở các sở, các địa phương, người ta phụ trách cái đó, cái đấy là sai. Mà Dương Bi cũng nói về cái vấn đề này rất là nhiều rồi. Chúng ta thường nghĩ đã là đảng viên thì nên ít ra cũng phải nhận thức được rõ thông tin nào đúng, sai, tích cực, tiêu cực. Khi thấy hay, đúng, nguồn rõ ràng thì cũng nên thích hoặc thả tim, thương. Hay gõ bài chữ động viên cổ vũ tinh thần cho nhau, đấy, cho bài viết. Còn thấy sai lệch ấy, hay nghi ngờ độ chính xác thì cũng nên ngạc nhiên, buồn hoặc phẫn nộ ở trong cái dưới còm. Thậm chí nếu biết chắc chắn hoặc không chắc chắn thì kiểm chứng lại cái nguồn thông tin và có phản bác, phản hồi.
Ở đây này, nhiều người xem đọc rồi lặng lẽ cho qua, khác nào đồng tình ủng hộ cái thông tin xấu độc, bởi mặc nhiên ấy, mình vào xem thì đương nhiên cái bài viết đấy nó có lượt người truy cập nhiều thì nó lại càng xuất hiện nhiều ở trên trang mạng xã hội. Các vị ấy, bỏ mặc như vậy, đồng tình với ý kiến và nhất trí với những cái quan điểm sai trái ở trên không gian mạng, cái đấy rất là nguy hiểm, đặc biệt là trước thềm đại hội 13 của Đảng này. Mà không riêng gì cái trước thềm đại hội 13 của Đảng, ngay trong cái việc bây giờ không riêng gì ca sĩ Thủy Tiên mà rất là nhiều văn nghệ sĩ khác tham gia vào từ thiện này này cũng bị đánh hội đồng, bởi vì những cái trang Facebook cá nhân hoặc là những cái nhóm fan anti-fan nó lôi quá khứ của người ta ra để chỉ trích trách móc ở trên không gian mạng, thậm chí đào bới thông tin cá nhân đưa lên không gian mạng. Đó. Mà thấy một chút sơ hở người ta có nghĩa là không phù hợp, trái ý với những cái thành phần đó ở trên không gian mạng, lập tức có một loạt bài viết, một loạt những chia sẻ và bôi bác người ta hoặc là đánh đồng người ta, thậm chí gán ghép tội cho người ta và yêu cầu là cơ quan chức năng, cơ quan công an phải vào cuộc điều tra làm rõ. Nhưng mà trong khi đó người ta còn không biết những cái sự việc đó xảy ra như thế nào. Người ta ở đây này, nhận thức cái sai cái đúng, mình góp ý một cách thẳng thắn tích cực thì người ta rút kinh nghiệm. Điều đó vừa tốt cho người ta vừa tốt cho mình. Nhưng mà ngược lại, các vị quy chụp đánh đồng rồi không đưa ra cái giải pháp cho người ta, bỏ mặc như vậy. Cái đấy tôi làm cũng được, tôi làm được tốt hơn các vị đấy, nhưng mà tôi không thể làm thế. Thiết nghĩ mỗi cán bộ đảng viên cần phải thể hiện rõ cái trách nhiệm của mình đối với mạng xã hội, độ thể hiện tốt về cái vấn đề này này cũng thể hiện trách nhiệm không riêng về xã hội, không riêng gì với đảng, mà thể hiện rõ trách nhiệm của mình là người đảng viên, người gương mẫu, có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Và đồng thời ấy, là đảng viên phải có tinh thần chiến đấu trên không gian mạng một cách đúng đắn, tích cực. Phải là những cái nhân tố, những cái tương tác viên tích cực trong xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ngay trên không gian mạng. Bởi vì bây giờ là thời buổi diện, thời buổi công nghệ, thế giới phản rồi. Các bác, các anh, các chị, các đồng chí là đảng viên, chính lực lượng đảng viên này là phải người gương mẫu, người đi đầu, người đi tiên phong. Nếu mà các đồng chí đảng viên làm tốt cái vai trò này, nó lan tỏa ra xã hội thì cũng góp phần cho cái môi trường mạng trong sạch đi. Ví dụ đơn cử thôi, một số cái video hình ảnh nó phản cảm thì các vị vào xem không ấn cũng không phản biện gì cả, nhất là mấy cái con bán kính nha. Bởi vì tôi ấy, cái thời gian tôi dành ở trên không gian mạng này này thì nó phải rơi vào khoảng 16 đến 18 tiếng một ngày, nên tôi đi rất là nhiều nơi, lang thang rất nhiều và gặp rất là nhiều người. Ở trong đó thậm chí một số là cán bộ, mà cán bộ cấp cao vào đó chỉ xem xong rút lui lặng lẽ. Chính cái điều đấy
tạo cái điều kiện cho cái môi trường mạng nó không còn sạch, cái lượt view, lượt like, những người người ta hiếu kỳ người ta tham gia vào càng đông hơn. Cho nên không riêng gì đảng viên, mà đảng viên là người phải đi đầu rồi, trong đó có lực lượng lượng là đoàn viên thanh niên, những người tham gia mạng xã hội cần phải làm cái việc này thì mới làm được cái môi trường trên không gian mạng có cái văn hóa nó thật sự đúng theo cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Còn ngược lại ấy, thậm chí những người mang tiếng là đấu tranh trên không gian mạng này này, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, sau một thời gian ấy, quay sang là sao? Lập hội, lập nhóm, đấu tố cá nhân, lăng mạ, chửi nhau, không thiếu một câu từ nào rất là khó chịu. Nhiều người ấy, từng là tướng tá quân đội, công an, thậm chí ấy, một số cán bộ nghỉ hưu cũng tham gia vào cái trò ba lát này. Những người ấy, cán bộ, thậm chí là đảng viên, các ông, các bà, các anh, các chị là người đi đầu thì phải gương mẫu, thì thế hệ trẻ người ta nhìn vào người ta mới học tập. Mà ngược lại ở đây là cái gì? Những cái hội nhóm đấy ra làm sao? Tôi quen biết rất là nhiều cái hội nhóm, nhưng mà tôi không tham gia hội nhóm nào. Bởi vì sao? Bởi vì các anh các chị ấy chả dạy tôi được một cái điều nào tốt đẹp cả. Tôi nói ra vậy thì chắc chắn là những người là đảng viên mà tham gia hội nhóm ấy, sẽ chửi tôi. Nhưng mà tôi nói đây là sự thật. Sự thật đây là khách quan. Nếu mà các anh các chị không tin thì cứ đi các diễn đàn để kiểm chứng xem. Đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây ấy, chẳng khác như nồi cắm heo. Ở đây là các vị tham gia đấu tranh gì? Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thế lực trở cờ. Mà đấu tranh ấy, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thì ngược lại các vị lại đi phá cái kiểu đó, mất cái giá trị văn hóa của người Việt Nam. Ngay cả cái vụ việc Thủy Tiên đó, hoặc là một số ca sĩ, văn nghệ sĩ khác đi tham gia từ thiện cũng bị đánh phá, không riêng gì Thủy Tiên. Nhưng mà Thủy Tiên là người nổi nhất nên người ta chúi đầu vào đánh Thủy Tiên đầu tiên. Và bây giờ đài truyền hình chính thống VTV1 HD cũng có đưa lên. Góc nhìn sự thật An ninh TV đưa lên. Những cái việc mà những người người ta không thiện cảm, người ta xuyên tạc, chống phá thì các vị không dám đứng lên bảo vệ. Bởi vì số lượng người ta đánh phá đông hơn các vị nên các vị sợ. Còn về góc độ sai phạm ấy, nếu mà Thủy Tiên, Công Vinh vi phạm pháp luật thì bị pháp luật trừng trị. Còn về góc độ cá nhân, về cái tình cảm thì chúng ta nên phải bảo vệ. Chính vì cái tinh thần lan tỏa của Thủy Tiên ấy, cái tinh thần của Thủy Tiên ấy đã lan tỏa khắp cả nước, mà không những cả nước mà những người tham gia Facebook kết nối đến người dân Việt Nam này, người ta cũng phải nể phục, lan rộng đi khắp các nước. Trong khi đó các cơ quan ban ngành của chính quyền ở các địa phương, các xã, các tỉnh, các huyện từ đó cũng tham gia vào việc làm bánh, đóng góp, quyên góp đi vào vùng lũ ngay trong những đợt vừa rồi. Rất là nhiều người còn đang ngây ngô cố chấp tranh cãi tôi, và tôi không cần tranh cãi vụ việc đó, để sau này thời gian nó sẽ trả lời. Là một, cơ quan
truyền thông, báo chí, chính thống trong nước, cơ quan pháp luật, người ta sẽ có câu trả lời. Nếu mà tôi nói như những cái lời trước sai về Thủy Tiên, trái với pháp luật, tôi chịu trách nhiệm và tôi xin lỗi những người đã tranh cãi với tôi. Còn ngược lại, các vị sai thì sao? Đấy là những cái ví dụ điển hình ấy. Tôi nói rồi, tôi nói nhiều lần rồi. Đối với các anh chị em tham gia mạng xã hội ấy, tốt nhất cứ một mình hoạt động độc lập, không hội nhóm, không phe nhóm. Nếu có ý kiến trao đổi cần liên hệ, nhắn tin, gọi điện trao đổi với nhau. Hội nhóm, phe nhóm vô tình bị lôi kéo vào, lúc đó những cái thông tin, hình ảnh nó không được tốt, sẽ liên tục mình được tiếp cận và sẽ có cái đánh giá nhìn nhận nó không đúng đắn, không khách quan, và đồng thời ấy, sẽ bị cuốn vào trong cái vấn đề sai trái đó. Rất nhiều các anh chị ạ, từ năm 2014 cho đến nay 6 năm rồi, các hội cờ đỏ đầu tiên là đoàn kết nhất trí, sau này có cái chương trình live stream các thứ thì làm sao hội nhóm, và tiến tới giữa nhóm này đấu đá nhóm kia vì lợi ích, nghĩa câu like, câu view, vì tiền, vì tình, vì ABC của các anh các chị, thậm chí có cả người lớn ở trong đó, đã làm cả không gian mạng này náo loạn trong một thời gian rất dài.